huyện An Lão hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023. Sở Y tế Hải Phòng đã tổ chức chương trình phát động tháng hành động quốc gia về dân số năm 2023. Cấp cứu ca bệnh tai nạn lao động do máy tời trên tàu đánh cá. Cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện An Lão trong năm 2023 ước hoàn thành vượt dự toán thành phố giao và bằng 101,06% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm trên 320 triệu đồng, đạt 111,12% so với dự toán giao và bằng 111,88% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện ổn định, công tác an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt các chế độ đối với các đối tượng chính sách, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được đẩy mạnh. Trong năm qua, huyện cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, thu chi ngân sách, rác thải vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2024, huyện An Lão dự kiến chủ đề năm là đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số. Theo đó, huyện tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn trên địa bàn huyện, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp, các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Thành phố sẽ miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất và giảm nhiều phí khác từ năm 2024. Ngoài miễn phí khi làm sổ đỏ, bốn loại lệ phí khác được miễn cho cá nhân, tổ chức là phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam, phí hộ tịch, phí cấp giấy phép xây dựng và phí đăng ký kinh doanh. Các loại này đang thu từ 5.000 đến 600.000 đồng trên một lần. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng nêu rõ, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp được giảm 50%. Việc miễn giảm các phí trên sẽ thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Tổng số tiền ngân sách để thực hiện nghị quyết là 10 tỷ đồng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, việc miễn giảm lệ phí nhằm đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến phù hợp với thực tế địa phương và chỉ đạo của Trung ương. Điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức cá nhân khác và không bán điện vào lưới điện quốc gia. Nếu phát lên lưới thì cũng chỉ được ghi nhận sản lượng với giá là 0 đồng. Theo trường hợp trên, tức là không được thanh toán, đổi lại nhà nước cho phép tổ chức cá nhân được bám lưới điện, được liên kết với lưới điện quốc gia để điện mặt trời mái nhà vận hành, hoạt động ổn định. Trường hợp tổ chức cá nhân lựa chọn không phát sản lượng điện dư vào lưới điện quốc gia thì phải tự đầu tư lắp đặt thiết bị hạn chế tối đa phát điện dư vào hệ thống điện. Công suất điện mặt trời mái nhà của mỗi tổ chức cá nhân phải phù hợp với phụ tải hiện có tại thời điểm thực hiện đăng ký phát triển. Đây là thông tin Bộ Công Thương vừa gửi lấy ý kiến dự thảo hồ sơ đề xuất xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà. Bộ dự tính nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2030. Công tác cải cách hành chính ở nước ta những năm qua đã đạt được kết quả khá toàn diện và nổi bật, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển bền vững kinh tế xã hội, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương và nâng cao vị thế năng lực cạnh tranh quốc tế. Thời gian qua, để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công chức văn phòng thống kê xã Thanh Sơn thường xuyên thực hiện công tác tham mưu đối với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã về việc thực hiện cải cách hành chính, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa xã nhằm đáp ứng yêu cầu cho người dân đến giao dịch, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa. Đối với các thủ tục hành chính, người dân có thể thao tác thực hiện tại nhà và chuyển trên cổng dịch vụ công quốc gia cũng như cổng dịch vụ công thành phố. Ủy ban xã tiếp nhận rồi chuyển kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong thời gian qua thì Ủy ban xã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khi
mà tôi đã bị thất lạc một số các cái giấy tờ gốc về bản thân, được cái sự giúp đỡ của anh chị em ở một cửa này và các cái cán bộ ở Ủy ban Nhân dân xã này giải thích và hướng dẫn cho tôi rất là tận tình. Tôi có thể là sao chép lại những cái giấy tờ đã thất lạc cách đây 5-60 năm. Với những việc làm thiết thực và hiệu quả, hiện nay người dân đến bộ phận một cửa làm các thủ tục hành chính được thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian đi lại của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết đối với đất nước trong thời gian tới. Tại trường Trung học Phổ thông Thái Phiên, Sở Y tế Hải Phòng đã tổ chức chương trình phát động tháng hành động quốc gia về dân số năm 2023 với chủ đề tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước. Việc tham gia tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân đã cung cấp cho các em kiến thức chính xác về sức khỏe sinh sản, hệ lụy của việc mang thai và nạo phá thai tuổi vị thành niên, các biện pháp phòng tránh thai an toàn, tránh các bệnh lây nhiễm của đường tình dục. Đồng thời, các em hiểu hơn về tầm quan trọng của việc tầm soát, phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm một số bệnh tật có thể ảnh hưởng đến vấn đề tình dục, mang thai, sinh đẻ sau này. Các em nhận thức được tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn không chỉ đơn thuần là việc quan tâm đến sức khỏe của bản thân, mà còn là trách nhiệm của các em đối với tương lai, hạnh phúc của chính mình và chất lượng giống nòi của đất nước. Qua đây, các em mong muốn tiếp thu thêm nhiều kiến thức chính xác, hiểu biết về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân. Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị sơ kết dự án xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực 2 giai đoạn gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm năm 2023. Địa điểm triển khai mô hình thuộc xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng với quy mô là 7.500 m², trong đó giai đoạn 1 là 1.300 m², giai đoạn 2 là 6.200 m². Trước đây nuôi tôm càng xanh theo phương pháp truyền thống, tỷ lệ con cái nhiều hơn khiến tôm bị tiêu hao năng lượng do hoạt động sinh sản. Vì vậy nuôi tôm càng xanh toàn đực mang lại hiệu quả cao hơn nhiều do tôm lớn nhanh, tôm thương phẩm đạt kích cỡ lớn và đồng đều nên có giá bán cao, đặc biệt là giá trị xuất khẩu. Kết quả từ mô hình cho năng suất đạt 10,638 tấn 1 hecta, cao hơn yêu cầu là 10 tấn 1 hecta. Tỷ lệ sống đạt 71%, lợi nhuận bình quân đạt 880 triệu đồng 1 hecta, cao hơn từ 30 đến 55% so với phương pháp nuôi truyền thống. Từ hiệu quả triển khai trong thực tế, mô hình có khả năng nhân rộng đại trà, dần thay đổi tư duy sản xuất người nông dân, góp phần nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế trong nuôi trồng thủy sản. Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng mới đây đã tiếp nhận ca bệnh bị tai nạn lao động trên tàu đánh cá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngón tay của bệnh nhân. Người bệnh sinh năm 1987 là ngư dân đánh cá trên biển, không may bị dây tời trên tàu cá kéo đứt rời toàn bộ phần mềm của ngón tay trỏ người bệnh. Là ngư dân của tàu cá và khi thực hiện cái làm việc thì là người ta bị một cái tời nó lôi toàn bộ phần mềm của đốt hai bàn tay của ngón hai bàn tay phải từ đảo bạch long vĩ, sau đó là mới chuyển vào bệnh viện Tiệp giờ thứ 8 rồi. Sau khi đánh giá tình trạng của người bệnh dựa trên các kết quả xét nghiệm và trên nhu cầu của gia đình bệnh nhân, từ đó các bác sĩ lựa chọn phương án xử lý tối ưu nhất. Với bệnh nhân như thế này sẽ có hai phương án. Phương án thứ nhất lấy một cái phần da ở vùng bẹn nó mỏng bọc lại cái phần đó và nối vi phẫu. Thế còn phương án thứ hai là nó dập nát quá mà mình không thể có khả năng mà tìm cái mạch máu để mà đến nuôi vào mạch máu về, thì chúng tôi phải đưa ngón tay vào da bụng, sau đó khoảng 2 tuần thì bắt đầu mới giải phóng ra khỏi da bụng để có phần mềm để bọc lấy cái ngón hai bàn tay phải để giữ được tối đa về hình thái, về chức năng cho bệnh nhân. Từ năm 2021 đến nay, đã có 120 ca bệnh được áp dụng phương pháp vi phẫu để nối chi thể đứt rời. Phương pháp này không chỉ giúp người bệnh giữ được chức năng các chi mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ cho người bệnh. Có được những kết quả này là nhờ thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, y học tiên tiến vào các hoạt động khám chữa bệnh, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân. Bộ Y tế đã và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc lập kế hoạch cung ứng vaccine trong năm 2024 nhằm đảm bảo kịp thời nguồn cung, đồng thời chỉ đạo các địa phương chủ động trong giám sát phát hiện dịch, đáp ứng và triển khai các biện pháp về tiêm chủng vaccine cho đối tượng nguy cơ cao tại ổ dịch để khoanh vùng, không để dịch bệnh lây lan. Đối với vaccine có khả năng sản xuất trong nước, Bộ Y tế đã ra soát các quy định của pháp luật và thực hiện mua theo hình thức đặt hàng.
Đến nay, Bộ Y tế đã gửi Bộ Tài chính để xem xét phê duyệt phương án giá tối đa. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ phê duyệt phương án giá cụ thể, dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2023 và giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ký hợp đồng với các đơn vị sản xuất vaccine để tiếp nhận vaccine và thực hiện phân bổ ngày cho các địa phương. Bộ Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc lập kế hoạch cung ứng vaccine trong năm 2024 để kịp thời bảo đảm nguồn cung, chỉ đạo các địa phương chủ động giám sát, phát hiện dịch và đáp ứng triển khai các biện pháp về tiêm chủng vaccine cho đối tượng nguy cơ cao tại ổ dịch để khoanh vùng, không để dịch bệnh lây lan. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của bản tin Hải Phòng hôm nay, ngày 9 tháng 12 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!